đừng sống trong lòng dĩ vãng. Tiếc chi những khối muộn màng, gửi lại cho người năm tháng, trả lại cho đời thời gian. Áo vàng khép trong thanh trùng, chân đi mà lối vô hành, tâm không sẵn sàng đón nhận ba ngàn thế giới diệt sơn. Đừng sống trong lòng dĩ vãng, gửi lại cho người tháng năm. Tiếc chi những khôi muộn màng, trả lại cho đời thời gian. Xin đọc đoạn thứ 20. Phô người học đạo, vô số nhiều thai, trúc hóa nên rồng, một hai là họa. Thì ngũ xin đọc lại. Phô người học đạo, vô số nhiều thai, trúc hóa nên rồng, một hai là họa. Đoạn này thì càng ngày nhớ bắt đầu đoạn đầu tiên cho đến đoạn thứ 17, 18 thì Ngài nói rất là dễ hiểu.
Nhưng mà bắt đầu từ đoạn thứ 19, 18, 19, bữa nay là đến đoạn 20, thì càng ngày thì Ngài nói những cái lời nói trong này mình phải cố gắng tư duy nhiều thì mình mới hiểu hết ý của Ngài. Nhất là Ngài nhìn, Ngài thấy rõ là thời kỳ đó, đó thời kỳ của Đại Việt hùng mạnh, sau đôi lần đánh đẩy tan giặc phương Bắc và bắt đầu củng cố xây dựng lại một nước Đại Việt hùng mạnh, miền cái mở rộng bờ cõi và có tình giao hảo với quốc gia Chiêm Thành, và mượn cái tình giao hảo đó mà gả con gái cho, rồi gái rồi được một số đất đai phát triển thêm. Thì phải nói là thời kỳ Phật giáo cũng như là Đại Việt mà thời kỳ nhà Trần cho đến bây giờ, lịch sử Việt Nam, các nhà sử học Việt Nam và thậm chí luôn ở Hoa Kỳ, trường đại học Harvard, trường đại học Harvard và một số trường đại học ở Hoa Kỳ khoảng 10 năm gần đây là họ lập ra cái gọi là cái viện hay là một cái department, một phân khoa. Ở đại học Harvard thì là một viện Trần Nhân Tông, lấy cái tên của tổ tiên mình, là họ nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Người Hoa, người Hoa Kỳ thì họ làm cái gì cũng rất là khoa học, kỹ lưỡng, cho nên không có dạy gì mà là tự nhiên rồi một cái trường đại học nổi tiếng như vậy mà đặt cái tên là có một viện đại học hay là một viện trực thuộc trường đại học mang tên là Trần Nhân Tông, và có thành lập cái học bổng Trần Nhân Tông. Đó là một niềm vinh dự lớn cho người Việt mình. Mà có nhiều khi mình là người Việt mà mình chẳng hiểu, mà chẳng biết, mình đi thờ cái ông nào đâu, rồi là lập cái viện gì đâu không à, mà tổ tiên mình đó thì mình không biết gì hết. Viện Trần Nhân Tông cũng không biết, Đức Thánh Trần Hưng Đạo thậm chí không biết. Đúng ra là ví dụ như những cái học viện, nói mà ví dụ như học viện chính trị hoặc là học viện này nọ đó, phải có cái tên gọi là Học viện Trần Hưng Đạo. Ông ngài này cũng quá giỏi, và ông để lại như thiền hữu học hồi xưa biết, để lại cái quyển gọi là Binh Thư Yếu Lược, một quyển một thôi. Làm ngoại giao, làm ở ngoài đời mà không có dạy, không có học nghiên cứu cái đó. Đi học nghiên cứu cái binh thư gì đâu không. Người Việt mà hỏi Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo không biết, mà hỏi Tôn Tử Binh Pháp thì biết, nói trên sách. Tôn Tử Binh Pháp so ra đó chưa chắc gì hay bằng là Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo. Binh Thư Yếu Lược Trần Hưng Đạo gọn, súc tích, và từng giai đoạn ngài chỉ nên làm cái gì, kỹ lắm cái bộ đó. Cho nên ở Việt Nam cho đến giờ cũng chưa có cái gọi là trường, hay là có cái trường Trần Hưng Đạo
ở đường Trần Hưng Đạo, trường tiểu học. Hồi đó Thiền Hữu có học ngoại ngữ, tiếng Hoa, đi qua đó học trường Trần Hưng Đạo. Vậy thôi chứ còn chưa nâng lên được cái gọi là viện đại học hay là một viện Trần Hưng Đạo. Đúng ra là phải có. Đó là nói chuyện không phải là chuyện đời nha, cái đó là chuyện nhân nghĩa chứ không phải là đời vậy đó. Chuyện nhân nghĩa, chuyện của lịch sử tổ tiên mình là mang dòng máu Việt, mình phải biết. Ai là Phật? Trần Đạo. Ngồi đó đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi, không có xít xé gì nha. Tự nhiên đang con nó đang chạy vô cái lên lên đó ngồi nè Thảo. Ngồi đó. Có gì đâu, bà nhìn đây nè, động tâm quá chừng luôn à. Thành thử là trở lại là ngài nói là phô người học đạo vô số nhiều tháng, là thời kỳ của ngài đó. Về mặt mà ngài dẹp yên bờ cõi và phát triển rồi đó thì đạo đức thời kỳ này là không có đóng cửa, tối ngủ nhà không đóng cửa, không có trộm cắp, và luật lệ không có phải gắt gao giống như đời Đinh. Đời Đinh là Đinh Tiên Hoàng, hoặc là trước đời Đinh đó là đời đến đời Lê, là Lê Hoàng luôn, vẫn sử dụng cái hình thức khắc nghiệt là ở trước triều đình là nuôi cọp để vặt dầu sôi sùng sục như vậy đó. Đứa nào phạm một trong 12 tội, trong đó có cái tội gọi là ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ là quăng vô chảo dầu ở ngay triều đình luôn. Cho nên cái đời mấy đời trước đó đó, trước đời Trần này đó, cũng là ảnh hưởng đạo Phật. Các vị thiền sư Ngô Chân Lưu là quốc sư đó, nhưng mà khuyên những ông vua này không khuyên được, và vì là muốn củng cố, muốn có sức mạnh nhanh cho nên dùng gọi là hình luật. Còn đến đời Trần là không dùng hình luật mà dùng gọi là đạo đức, và thể hiện qua đời sống của các vị vua và con cháu ở trong hoàng thân quốc thích, chứ không phải là chỉ nói suông. Vua hoặc là con gái của vua chỉ có cái ý niệm mà coi như là mùa đông thôi, mặc đồ xe xua trước trước triều đình. Vua nhân cái việc đó, vua nói là mùa đông này á, con mặc áo dày, áo hầu cừu dày như vậy con thấy ấm không? Trả lời ấm. Khi con mặc cái áo hầu cừu con thấy ấm như vậy, con có nghĩ là những người tù tội ở trong ngục á, họ đói khát và áo họ không có đủ mặc, con có nghĩ là họ lạnh không? Tất cả mọi người nói lạnh. Và vua kêu sức kho may áo ấm cho những người ở trong ngục. Cái đức của vua lớn như vậy cho nên cảm hóa được những người đó. Khi mà họ ra rồi là họ không có làm những cái gây những cái tội lỗi nữa. Họ không gây ác nữa. Đó là người đời Trần đó. Và người học đạo vô số, cho nên ngài nhìn ngài nói là phô người học đạo vô số nhiều thai. Ngài thấy quá nhiều. Đấy, ngài thấy như là người học đạo đầy hết trơn, giống như thời này vậy nè. Thời này là người học đạo đầy hết. Có nhiều người nói là thời này là thời hưng hiển của đạo Phật, hay là nói là thời này, kỳ này là thời kỳ mà người ta tu hành nhiều. Bây giờ mình không có nói chuyện xa vời mà nói ngay cả chùa này nè. Đó thì nhìn là hiện tượng là gọi là phô người học đạo vô số nhiều tháng.
mình không đậu con số. Ở đó thiền hữu nghĩ là về đây, ở đây trên điện này á, nếu mà có sinh hoạt á, maximum 10 người là cũng là mừng dữ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ là không phải là 10 người thì rõ ràng là đông hơn những cái dự, những cái suy nghĩ của mình. Vậy thì rõ ràng là vô người học đạo vô số nhiều tha. Nhiều chứ. Phật tử bổn đạo đến đây đông, nhiều. Nhìn ở cái bên ngoài là sao? Là có tu. Người ta có tu ta mới tới đây chứ. Còn có đứa, mấy đứa mà nó định thiền hữu cũng nhiều lắm á. Chóc ơi, thầy giờ thầy có đức, thầy nhờ, thầy có đức lắm á. Cho nên giờ người ta đi theo thầy đông á. Đức đó kêu đức gì phải không? Thôi khỏi đi, chỉ đức đó mà coi như là mà có cái chữ gì kế bên nó thành bậy liền à. À, thì không nói vậy đâu quý vị biết rồi là đức gì rồi đó. À, thành ra khỏi nói luôn. Hở cái tự mèo khen mèo dày đúng. Không hiểu làm sao chứ còn thì hữu mà nghe mà mấy quý vị mà nhất là mấy người đệ tử mà khen thầy, khen thì thiền hữu, thiền hữu nghe mắc cỡ không chết. Còn nếu mà nói theo ngoài đời là nhục chết. Nhục là sao? Mình đâu có được như vậy đâu. Một cái chữ đức lớn lắm chứ đâu phải nhỏ đâu mà hở cái có bổn đạo đến đây có mấy chục người cái trời thầy có đức quá. Nó phải dựa trên những cái đó mà đánh giá có đức hay là có không có đức. Rồi ví dụ như những cái ngôi chùa ví dụ hẻo lánh xa xôi không có người tới rồi nói người những người đó người ta không tu. Mình tu hành mà mình đi dựa trên những cái hiện tượng bên ngoài thì cũng y như là ngài nói là phô người học đạo. Nhìn thấy người học đạo thời nay nhiều quá, vô số nhiều thai, vô số là ngài không có đếm được. Giống như trong kinh nói là gì, hằng hà sa số. Chư Phật mà hằng hà sa số không đếm được mà phải dùng cái gọi là số lượng các sông hằng, các sông hằng thì không có đếm được. Chư Phật đông như vậy, người học đạo bây giờ cũng đông như vậy đó. Nhưng mà hai câu cuối nè, hai câu cuối này ngài mới nói hay nè: trúc hóa nên rồng, một hay là hỏa. Khó hiểu là khó hiểu ở hai câu cuối. Không biết ý tổ có nói điển tích gì không, nhưng mà trúc mà thành rồng, này cũng lạ. Trúc là cái cây, cái trúc á, trúc cái tre, mà sao lại là thành rồng, trúc hóa nên rồng. Mày không biết ý của tổ có nói điển tích không, nhưng mà nói cho tới cái trúc đó, thì có một cái điển tích rất là hay. Quý vị biết điển tích gì không? Mấy người coi phim tạo, phim gì, phim gì mà có cái trúc, gậy trúc á. Quý vị biết cái gậy trúc không? Kêu là cái gì? Đã tổ bổng. Là của ai? Hồng Thất Công. Mà Hồng Thất Công là ban chủ của cái ban. Mà cái ban là ai? Là mấy ngăn mài. Đây là cái điển tích. Này là mình suy luận thôi nha. Trúc hóa nên rồng,
là Hồng Thất Công. Sau khi trở thành cái bang lúc đó, bang chủ đó, lúc đó ông ngài chỉ có nhiêu tuổi không? 29 tuổi thôi. Một chàng thanh niên trẻ đánh coi như là ăn hết 16 lộ cái bang của toàn cõi Trung Quốc trong cái đại hội cái bang để bầu ban chủ. Thì 16 lộ cái bang từ các nơi tập trung về tại Bắc Kinh để tỷ thí. Và hồi đó đó thì chưa có dùng cái chữ gọi là đã cẩu bổng đâu, mà sư tổ để lại cái cây, cây đó là cây mà sau này mình gọi là đã cẩu bổng. Nhưng mà thực chất nguồn gốc của cái cây đó không phải kêu là đã cẩu bổng, mà kêu là lục trúc phượng, lục trúc trượng, tức là một cái cây trúc, một khúc trúc nhỏ trở thành cái trượng là cây gậy đó cầm. Mà đó là quyền lực, người nào mà chấp chính cái bang thì mới cầm được, cầm cái gậy đó, lục trúc trượng. Bởi vì cái cây trúc này nó có 6 mắt, 6 mắt tượng trưng cho lục hòa đó. Nguyên thủy của cái bang nó đẹp vô cùng tận. Đời sống của những kẻ ăn mày, mặc dầu gọi là ăn mày nhưng mà thực chất ăn mày cao thượng, ăn mày quý phái, ăn mày mà coi như là sống tương thân tương kính hòa hợp với nhau. Mà người đệ tử Phật, người xuất gia cũng được gọi là khất, khất sĩ. Đội ăn là khất thực. Khất sĩ là sĩ là gì? Sĩ là người đó. Khất sĩ là kẻ ăn mày, kẻ xin ăn. Mà đạo Phật á, Đức Phật á là trên xin ăn cơm của đàn na thí chủ, trên xin cơm của giáo pháp gọi là pháp nhũ. Nhưng mà ăn cơm đó mà phải là đền đáp công ơn. Bốn cái ơn lớn. Cho nên người tu của thiền hữu đó, xuất gia cũng gọi là ăn mày, nhưng mà ta ăn mày quý phái thì có thật. Còn cái đám cái bang nó cũng vậy. Nguyên thủy của cái bang là người ta sống trang chứa cái tình huynh đệ lắm, chứ không phải mà sau khi Hồng Thất Công chết rồi cái đám cái bang sau này, mấy cái phim sau này đó, mấy cái bộ sau này đó, cái đám cái bang là cái đám mà nó quậy phá, mà nó ác ôn. Đặc biệt là cái bộ phim, quý vị biết một phim gì không? Bộ phim gì mà có cái thằng mà coi như là người khiết đan á, nghe không? Khiết đan Kiều Phong là người khiết đan đó, là phim gì hả? Cái bà đó, bà không nhớ cái tên cái phim mà bà nhớ con A Tỷ, con A Tỷ là cái hàng ghệ của con Kiều Phong. Nhớ cái gì đâu, không A Tử, thằng A Tỷ, người ta tên là A Tử, kêu A Tỷ. A Tỷ là thằng cha A Tỷ ở ngoài West End kìa đó. Còn này ta A Tử. A Tử là vợ, là em ruột của A Châu, mà A Châu là bồ của Kiều Phong. Mà A Châu nó chết sớm, Kiều Phong thề là coi như là không có lấy vợ. Nhưng mà A Tử là nó thương. Mà con A Tử lại là em cùng cha khác mẹ với thằng gì mà coi như là thằng đó cũng đào hoa dữ lắm đó. À, đồn dữ đó, từ từ nhớ ra không? Hỏi tới đâu nhớ tới đó. Phim gì cũng nhớ hết á. Mà thầy cũng hay lắm á, phim gì sư phụ cái nó giống đệ tử cho đó. Nói mà dây dưa,
từ bên này qua bên kia vậy đó mà nhớ. Mà giờ hỏi mày kinh cái nó không nhớ liền à. Nó đồng dữ nó có mình nó là con trai à, còn nhiêu là anh em của nó nhóc hết trơn mà gái không. Mà cái khắc nghiệt đó là ảnh thương con nhỏ nào đó là tới chừng chuẩn bị làm đám cưới á là phát hiện ra nhỏ đó là chị, còn không chị thì em giống như con A Tỷ à, quản A Tử quên nói bà này nó nghĩ cái nó theo bà con A Tỷ á, A Tử á, nó bị là cái thằng cha mà gọi là lão quái là làm cho nó mù mắt đó. Đó, phim hay vô cùng, mấy cái phim đó hay nên coi. Người nào không có, chưa có coi, bây giờ chưa có coi thì tiền hủ cho mướn. Đó, cái nó hay mà nó đạo nghĩa. Đến cái thời kỳ đó đó, đến thời kỳ đó là thiền hữu đang nói cái thời kỳ cái bang đó, mà đến thời kỳ đó là thời kỳ suy vong của cái bang. Cái bang đi giết người, đi cướp của, tạo ra coi như là làm đảo lộn đời sống của dân lành. Rồi cái bang là làm những cái việc tài trời tội lỗi rồi gài đổ thừa cho những cái môn phái khác. Mà một cái bang là danh môn chánh phái đó. Rồi bên cạnh đó là một cái bang phái cũng lớn nữa, suy vi nữa là biết ai không? Là bang gì biết không? Một bang cũng lớn hơn cái bang nữa, mà có cái tình giao hảo mấy trăm năm với cái bang, là quý vị biết ai? Hư Trúc đó. Cũng cái phim đó đó. Bang gì? Bang Hư Trúc. Rồi bà này hư luôn mà không Hư Trúc gì. Cái bang đó mà Thiếu Lâm, thời kỳ đó Thiếu Lâm cũng bại hoại nữa. Đó, tùm lum làm giết người cướp của, hãm hiếp người ta rồi đổ lỗi cho cái thằng Kiều Phong không à. Coi tức muốn chết, bởi vậy tức quá coi tới rồi luôn mà coi càng nhớ. Mà càng nhớ thì có dịp kể nó dốc cho cái đám đệ tử này nó nghe. Đó, giành giật với nhau thời kỳ đó. Sau mấy trăm năm đến thời kỳ đó là thời kỳ bại hoại của cái bang mà của luôn gọi là Thiếu Lâm. Những người, những môn phái gọi là tự cho mình là danh môn chánh phái là làm việc tầm bậy tà đạo hết. Mà những cái người mà bị gán vô gọi là tà đạo thì lại là làm việc chánh đạo. À, cái hay của những cái mẫu truyện, của những cái phim mà nó đạo lý là ở chỗ đó. Cả trăm năm nhưng mà bị bại hoại. Chứ đâu có ai mà nói danh môn chánh phái mà coi như là hưng thịnh hoài đâu. Đó là cái quy luật thôi. Trở lại là cái ngay cái kỳ, thời kỳ đầu của cái bang là thời kỳ Hồng Thất Công là sáng chói, thì nó có một cái gọi là sau này gọi là cái gậy đánh chó đó đã cổ vọng, nó trở thành một cái môn phái, một cái gọi là môn võ. Thì cái cây gậy đánh chó đó hồi trước đó, cái lúc mà ban đầu đó, nó có cái tên gọi là Lục Trúc Trượng. Mấy bà nhớ nghe để nữa đi nổ với người ta. Lục Trúc Trượng là cây trúc có sáu khoanh, sáu mắt, tượng trưng cho cái đời sống coi như hòa hợp, thương yêu, lục hòa với nhau. Đạo lý đó, đạo lý đạo Phật đó, chứ đâu phải giỡn đâu. Đó, thành ra là gậy trúc hóa rồng. Đối với cái người mà người ta có đủ thần lực, đối với người mà người ta tu đi đến cái chỗ gọi là đắc đạo rồi đó, cầm cái cây gậy cũng là
là đạo, cầm cái gậy cũng là vũ khí để bảo vệ và hành hiệp. Thậm chí không cầm cây gậy nữa mà chỉ cầm gọi là một cái nhánh cỏ thôi, hay là một chiếc lá thôi, Thiện Hữu chưa luyện tới cho cỡ. Nhưng mà nếu mà luyện tới rồi, cái lá này nè, Thiện Hữu thổi cái là cái lá này nè nó văng vô mặt người nào là người đó sao? Dữ vậy đó. Nhưng mà luyện chưa tới, cao thủ là vậy, chứ không phải nói ồ giỏi quá giỏi là hỏi tới chừng mà ăn trộm tới, ví dụ hỏi làm gì, đi kiếm gậy, đi kiếm mấy cái cây sắt cây này nọ để đánh người ta, không cần. Mà bây giờ nếu mà có tu rồi, đạo đi mấy bà mà đi hộ niệm chùa mình nè, nếu mà có tu rồi khi ăn trộm vô không cần kiếm gậy kiếm gì hết trơn á, ăn trộm vô nhà đó làm sao? Đứng đó là không thôi chút, đứng đó tụng Thiện Hữu Thiên Nhãn được ai được, tụng chú Đại Bi mà đọc lớn lên, đọc giống y như mà mấy bà mà đọc ở trong chùa này nè, thì ăn trộm nó nghe nó là sao? Cái đó là cao thủ bắt chước nè, luyện luyện đi, không có cần phải đi tìm cái gì chứ, gặp nó vừa mới mở cửa thôi là sao? Thiên Hữu Thiên Nhãn mà đọc lớn rồi nha, ở trong này nè cỡ như mấy con số người nè là bảo đảm ăn trộm không tới lui nhà của mấy bà này. Tại vì sao? Nó sợ thần chú. Nó sợ thần chú một, nhưng mà nó sợ mấy cái bà này mười trời ơi, nó đọc. Thành ra là cái đó là nội công thâm hậu đó, không có cần mới đi tìm gãy tìm gì chứ, người ta vậy đó. Thành ra cái người mà tu hành mà đi đến gọi là có cái gọi là diệu dụng ở trong cái đời sống đó, là cũng chẳng có cần phải có cái chuông đó, hay là có cái mỏ mới tụng được. Mỏ là mỏ gõ cốc cốc nha, còn chứ không phải là cái mỏ. Phải có cái mỏ mới tụng được. Phải có cái mỏ mới tụng được, không có cái mỏ. Nhưng mà Thiện Hữu nói là không cần phải cái mỏ gõ, không cần phải cái chuông để gõ, thậm chí không cần khánh gì cho ngồi tụng được không? Vẫn được. Thậm chí không có cần phải đi vô trong chánh điện tụng nữa, bất cứ nơi nào. Thì cái đó ta gọi là trúc hóa, hóa rồng. Còn nếu mà chưa có đạt đến cái cảnh giới diệu dụng của cái sự tu hành á, thì trúc vẫn là trúc mà. Mà nói thiệt chứ trúc, quý vị cầm cái trúc, nếu mà đối với cái người không biết võ nghệ, cầm cái trúc rồi vô hồi vô đầu luôn. Còn của người ta là người ta có võ nghệ thì sao? Người ta quơ, người ta đi đường thảo, đi đường lễ, đi đường này đường nọ, đi đường quyền, đi đường này nọ, nhìn đẹp vô cùng tận. Thì cái đó ta gọi là trúc hóa rồng. Ý của tổ muốn nói là sao? Người tu á nhiều lắm, nhưng mà cái người để mà xông đạo hay là sáng đạo á, hay là cái người đã ngộ đạo đó thì sao? Quá ít, giống như là mà trúc hóa rồng vậy đó, khó lắm chứ không phải đơn giản. Bây giờ đơn giản, ví dụ như giờ Thiền Hữu nói một cái người nè, một vị thiền sư mà bên Nhật Bản, ông là 92 tuổi, ở trong chùa ông nuôi là trên 500 vị tăng. Mà đến 92 tuổi rồi nhìn lại
chưa chọn được cái người gọi là kế thừa, để mà đến ngày viên tịch cho yên lòng. Ông ngày nào ổng ổng là coi như là trong góp nhặt các đá thì hữu thấy ông ngày này mới siêu. Cuối cùng ông ngày ổng tự nghĩ ra một kế để mà chọn nhân tài, chọn người có thể kế thế ngài để mà thống lãnh ngôi chùa và đồ chúng. Khi ông nghĩ ra cái kế này rồi bắt đầu ông thực hiện ở trong chùa. Từ đó là cứ vài bữa mất cái trò cái lò, vài bữa mất cái chảo, vài bữa mất cái chuông, vài bữa mất cái mỏ. Mà mỗi lần mất như vậy đó là chùa nó sao lăn xăng lộn xộn lên, nó rối lên. Bây giờ chùa này đi, ví dụ như thiện hữu áp dụng đi, chọn nhân tài, thiện hữu xuống chôm cái gì? Chôm cái bình ga. Nhất là ngày chủ nhật mà quất cái bình ga cái là nó la làng lên liền. Thì sao? Không nấu được. Mà không cho mình ra cho mày còn độc hơn nữa, cho cái máy bơm nước. Cứ bận là coi như là nó đảo lộn liền. Rồi bắt đầu lên chánh điện ha, muốn cho cái đám siloco mà phái tụng kinh này nè ha, mà coi như là nó bắt đầu nó nghi ngờ lẫn nhau, nó sầm xì lẫn nhau là cho cái gì? Cho cái khánh. Đó thì là nghi liền, người nào nó biết liền là bắt đầu lộn xộn liền, mới chửi lộn liền chứ đừng nói lộn xộn, chửi tại chánh điện luôn. Rồi cho gì nữa? Cho mấy cái linh đó, mấy cái linh lắc len can len can hả, cho không nói gì cho nó cứ giấu vậy đó, sùm lên chùa chiền bắt đầu đảo lộn. Làm như vậy hoài ông hòa thượng ông cứ giấu, nhưng mà ông để vậy đó rồi để coi làm sao. Và chùa lộn xộn lên sùm mà càng ghét, không biết cái thằng nào, không biết người nào bắt đầu nó chửi nó, không biết cái quân nào, không biết đủ thứ. Mấy người càng tu chừng nào ha, Phật tử nha, Phật tử chùa Phật tổ á, càng tu chừng nào nó chửi càng hay chừng đấy, nhất là mất đồ mất đạt hay là cái này nọ đó. Rồi một ngày nọ tới đến lúc nửa đêm, chúng đang ngủ ngon lành như vậy, nửa đêm 12 giờ trời khuya, ông ngài tự nhiên ở ngay chỗ cái phòng của ông ngài, ông la anh trộm, ông la nửa đêm như trong chùa, ông la anh trộm, ông la thất thanh lên. Thì cái vị cao thủ tức là thầy trị sự, ông này là trên là hòa thượng, dưới là ông, cung kính hòa thượng một mực, thầy một mực là thầy, và rất là giỏi đạo đức vô cùng. Ông thầy ông ở, ông này ông trị sự ông ở gần đó, ông mới là cái người coi như tinh nhất. Nửa đêm mà mấy người kia nó còn ngủ mê chứ ông này là cái người mà người ta đã phá rồng rồi đó, nhanh cũng như rồng đó. Là ông bay vô trong cái phòng của hòa thượng liền, vừa bay vô phòng của hòa thượng chụp đầu ông này nói bắt được rồi ăn trộm bắt được rồi. Ông này nói không phải con, con nghe thầy nói ăn trộm, con đi bắt ăn trộm với thầy. Nói không, nhà ngươi là ăn trộm. Rồi nắm đầu sáng tuyên bố ông này là ăn trộm và đuổi ra khỏi chùa, viết đăng báo hai tờ báo luôn, từng báo mà không có từng báo luôn, gửi báo mạng ớt nhái gì đây cho nhanh. Còn cái ớt của bà ớt bò chậm lắm, tới từng lễ sau tao mới biết. Còn này báo gì? Báo mạng. Mà cái là bạn mạng này gọi là mạng gì? Mạng này là tiểu mạng. Gửi lên rồi là cái ông này không có đường sống. Trời ơi, một người coi như là
thượng thủ của một ngôi chùa. Bây giờ quý vị hình dung ra đi, thượng thủ của một ngôi chùa là người thay thế hòa thượng để giảng dạy kinh điển hàng ngày cho chúng. Bây giờ chính miệng hòa thượng nói thằng này là thằng ăn trộm thì ai, người ta tin ai? Tin ai? Ông, cái ông thượng thủ này, ông có thể ông nói gì được không? Không. Mà người ta vẫn tin ông hòa thượng. Cho nên ông này ngày xưa mấy chục năm nay là được sao? Tôn sùng, ai cũng nghĩ là ổng sẽ là cái người kế thừa. Nhưng mà bây giờ là trở thành một tội đồ, một kẻ tội lỗi. Chính cha này mà coi như là mấy năm, mấy tháng nay trong chùa sao? Lộn xộn, cũng chính là ổng bắt đầu cả chùa từ lớn tới nhỏ, từ già cho đến trẻ, mà từ sức khỏe cho đến mấy cái bà yếu nói không nổi, ráng mà chửi ông này một câu, chửi cho nó đã, phải không? Rồi xong rồi đuổi ra khỏi chùa luôn. Ông này ổng coi như ổng đi lang thang mà không có chỗ ở nữa. Tại vì hòa thượng ổng đã đăng báo rồi, người nào mà chứa ông này là sao? Ổng không chơi. Đó là một bài học lớn. Bắt đầu ổng đi lang thang. Đúng 7 ngày sau ổng đang ngồi thiền. Mới ban đầu cái ngày đầu tiên ổng đau khổ lắm. Và từ từ ổng chiêm nghiệm, ổng lắng động tâm tư, ổng chiêm nghiệm. Tới cái ngày thứ 7 ổng bật ổng cười. Nửa đêm cũng đúng cái giờ 12 giờ trưa ổng bò vô trong phòng của ông thầy, ổng gõ cửa. Thầy ơi, con nè thầy. Nói là, về đây làm gì? Ông cười khá khá, ông nói con hiểu ý thầy rồi. Nói vậy thôi. Qua ngày hôm sau ông hòa thượng tuyên bố cái người mà kế thế hòa thượng là ổng. Cái đó gọi là trúc hóa thành rồng đó, là như vậy đó. Ở trong này ví dụ như bây giờ hình dung đây nè, bây giờ nè, nói thiệt nha, thiền hữu bây giờ mà bây giờ với cái ấy của thiền hữu chỉ bà nào nói bà đó là sao? Xấu thôi. Xấu, cái này là xấu, xấu về ấy chứ không phải là xấu về nhan sắc nha. Tại vì nhan sắc của mấy bà là coi như là khỏi cần nói cái chữ đó rồi. Xấu là xấu cái gì? Cái nết đó, cái tánh đó. Ha, nói xấu cái đó thôi, tuyên bố với mọi người đó, nói mấy bà sống nổi không? Có môn là cỡ như mấy bà là coi như một, tuyên bố vậy là thầy không bước vô chân vô chùa này nữa. Hai, chết, dặn con cháu đàng hoàng chết không được cho ổng tới. Tụng à, mày kêu ổng tới là tao học máu á. Cũng có lý ha. Vậy mà cũng có người đồn nói là trời ơi, tụi nó hay lắm nha, tụi nó coi như là chết rồi đưa về nhà đó, rồi là máu rút ra hết vậy đó, đem về tốn mấy chục nhiêu đó. Thôi chuyện đó của người ta nói gì. Bà này nói đúng, bà này thông minh. Đó, thì đại khái là nếu mà như vậy đi, quý vị chịu nổi không? Không. Tại sao chịu không nổi? Bởi vì mình chấp nhất. Bởi vì mình chỉ biết là sao, cuộc đời mình chỉ biết thành công và chỉ biết sao được người ta khen thôi mà. Mình chưa chấp nhận cái chuyện thất bại. Mình chưa chấp nhận cái chuyện mà ngồi ở dưới đất, mà tối ngày muốn ngồi trên ghế không. Xin lỗi nha mấy người ngồi trên ghế. Cái đó là nói giống như là muốn ngồi, coi như là ngồi ngồi trên, ngồi trước, ăn trên ngồi trước. Đùng một cái, hồi từ hồi nhỏ tới lớn, hoặc là từ hồi lúc bắt đầu là thành danh, có sự nghiệp rồi, ăn trên ngồi trước không. Tự động bây giờ vô chùa hay là gặp một người nào đó tạt một ly nước. Nước gì? Nước nóng với nước lạnh gì, nước trời nóng, phải tạt nước nóng đó, cho nó làm sao cho nó... Vậy đó, có chịu nổi không? Cái đó là cái tu đó.
cái đó là trúc có hóa rồng không hay là trúc hóa thành cây, cái củi luôn, cho ông Phước ông đi đổ. Đang gom thì nãy thấy gom bên kia, giờ thấy gom chính giữa kìa. Nói vậy cái dòm ra sao liền, dòm như vậy rồi trúc quá cái gì, ham tâm tánh không có định ha. Hãy nghe sống là như vậy đó, thì làm sao mà được người ta truyền thừa được. Nghe khen khoái lắm mà nghe chê là không chịu à. Còn thầy á, ông thử không làm à. Tuyển chọn nhân tài là phải tuyển chọn kiểu đó đó, thiện hữu ảnh hưởng cái cách đó, phải coi như là đập nát cái gọi là bản ngã của đệ tử, cho nó không còn cái bản ngã nữa thì nó mới sống được, nó mới là tu được. Còn nếu nó chịu không được thì sao, đi luôn đi. Kệ. Ta gọi là quý hồ tinh bất bất quý hồ đa, ít mà chất lượng, còn hơn nhiều quá mà nó lộn xộn lạp xạp. Ông bà nói hay, quý hồ tinh bất quý hồ đa, vậy đó. Ít nhưng mà đứa nào đứa nấy là coi như là cái đạo đức nó sáng ngời, đứa nào đứa nấy là cái tâm nó sáng ngời, đưa nó lên trên lên cao nó làm sao không chịu, mà bỏ nó ở dưới đất, ở dưới thấp vậy đó mà nó làm sao nó thích, nó vui đó mới được hả. Khen nghe cái tiếng tụng niệm, nghe khen khoái mà nghe nói cái sao bây giờ cái này sao cô làm gì tụng từ gì cái tụng trật nhiệm ở đây cũng có bà nè mà chưa dám nói nè, tụng trật nhiệm niệm Phật có cái gì mà Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm hồi mà càng thiện hữu để ý cái bà này càng hứng, mà càng hứng là mà cũng tụng càng trật, bà la mà nhắm mắt bà la, mà bà la người ra ngoài tiếng mỏ luôn, ta gọi là ngoại gian luôn, tụng ngoại gian, giống như mà sông Lan người gọi cái cốc đó, thì bà mới xuống, cái đó gọi là tụng ngoại gian, mà dân gọi trình độ mới là tụng kiểu đó được. Nhưng cái đó mình tụng thì hay, nhưng mà tụng cả đông người mấy trăm người đó mà tự nhiên có người tiếng mỏ ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng mõ là vậy mà cái bà chọt bà không vô, thiện hữu chọt không được ra không nha. Dù vậy đó mà thiện hữu kêu lại mà chỉ ngay cái là bắt đầu sao giận à, giận xanh mặt luôn à, giận xanh mặt luôn à, không tụng luôn à, không đi chùa luôn. Còn nếu mà không ấy là từ đó thì sao không nghe giọng anh đó, hạ mà hạ coi như là volume hồi nãy là 8 mà giờ vừa nói cái là bả giọng xuống còn mấy không luôn, không nghe luôn. Hỏi sao thầy cũng chửi tôi á, giận quá, tôi tụng số 1 mà giờ mà còn bị la vậy. Đại khái là vậy, hóa ra rồng là vậy. Ở trong chùa là phải gặp những cái như vậy đó mà vượt qua được, chứ không phải là chỉ có biết tối ngày thích ăn gì mật ong, thích ăn gì cà lem, thích ăn gì. Có ở đây có một thằng đệ tử nó tiểu đường nặng đó nha, vậy đó thiền hữu dụ nó đem gì phải không, sầu riêng, tiểu đường, bệnh gần chết rồi đó mà cái nói cái gì ăn cũng không ăn chứ mà nói à, ăn sầu riêng không? Sầu riêng ăn được. Mà đem ra một hộp đó nha.
một mình ổng luôn, để ý luôn mình ổng quất hết trơn luôn á. Nhưng mà thôi cũng tội nghiệp, trời nắng noi mà nó đi, nó đi đi làm gì phải không, trồng hồ nắng muốn chết ai thấy không, bởi vì có sầu riêng vô cái là sống liền. Ăn thấy thương luôn, ăn mà coi như là tiền hủ. Hên là bà đó, mấy bà này bây giờ là hai hệ thống, hai công ty cúng sầu riêng chứ không phải một. Bây giờ bữa nay thêm công ty nữa, ba công ty luôn. Bà này bắt cho ba công ty luôn. Là mấy người kia thì cũng hợp. Bây giờ con công ty nó mua trực tiếp, mua trái. Chắc có lẽ là thấy thầy ăn nhiều quá, vợ cúng trái luôn cho thầy ăn. Ăn vỏ sầu riêng ngon hơn à. Thầy ở lại bữa nay con mua hai sầu riêng này phải ăn thử đi, hỏi gì sầu riêng sao. Cái một trái đó là sầu riêng Mã Lai, một trái đó là sầu riêng Thái Lan, phải ăn thử đi. Nó cho trái. Còn có cái bà đó ngồi sao kìa, bà gọi là bà bán, bà cho sầu bông không à, sau này bà cho sầu riêng hả? Đó kêu là bà gì, sầu bông ta. À, tám sà bông đó, ngồi đó, ngồi sao nói vậy, cho nói vậy qua từng từng lễ sao, từng sao buồn quá không đi á. À, thì cho hộp sầu riêng ăn không hết thiệt á, một mình ăn không hết, ăn không hết biết sao đó, kêu đệ tử vô nó ăn phụ, mà toàn là kêu dân gọi là bị bệnh tiểu đường không à, tính là coi như là kêu cho có thì thôi, mà dạ làm thiệt, ta gọi là mời lơi mà chơi thiệt. Là ở trong chùa này có nhiều sư huynh hay vậy đó. Đấy, cái đó cũng là đang gọi là tuyển chọn, nhưng mà có một cái là cũng cao thủ, nói gì nói, chửi gì chửi, nó không sao. Còn có nhiều người nha, cái lòng tự ái lớn, chỉ thích khen thôi, chứ không có thích mà coi như người ta nói nặng, người ta nói ngược cái lỗ tai của mình, thì không bao giờ gọi là tu tiến bộ được, mà cũng không bao giờ gọi là trúc hóa ra rồng được. Không có tận coi như là tu để mà thấy cái diệu dụng của chân tâm. Còn ở đây tổ muốn nói là làm sao để thấy được cái diệu dụng của chân tâm là trúc hóa ra rồng. Và nói sâu hơn nữa, cái nãy giờ là đang nói chuyện điển tích theo suy luận theo kiểu của thiền hữu. Còn mà sâu hơn nữa là trúc hóa ra rồng là nói một người phàm phu trở thành thánh. Cái này thì ít quá. Tổ nhìn cái hiện tượng, tổ thấy, tổ than. Tổ nói là cái người mà tu thì nhiều, đại khái là người tu thì nhiều, người là quy y Tam Bảo, người đi chùa thì vô số. Nhưng mà cái người mà sáng đạo, người mà đạt đạo, người mà đã thõng tay vào chốn chợ đời để thấy rõ cuộc gì? Cuộc hồng trần, hay là thõng tay vào chốn hồng trần để thấy rõ. Thấy rõ gì? Có cái bài đó nhắc rồi mà không nhớ. Hả? Không nhớ thiệt hả? Quên ha, bởi vậy đó. Mà hỏi phim á thì nhớ. Ta đi giữa chốn bụi trần, kết thêm thiên thề, phù vân vào mình. Rồi gì nữa? Ta đi gì nữa? Vào mình rồi gì nữa? Kết thêm thiên thể phù vân vào mình, đó là giữa cái trốn chốn bụi trần này mà kết thêm thiên thể, là đem ba cái phiền não nhiễm ô, ba cái buồn mừng giận ghét thương mấy thứ đó người ta chê á, mà người đã ngộ đạo, người biết tu là mang nó vào mình đi.
Cho nên là kết thêm thiên thể phù vân vào mình. Nhưng mà thiên thể cũng là giả, mà phù vân cũng là giả, đâu có gì thật. Ta đi tận cõi diệt sinh, hay là ta đi tận cõi vô minh, xoay tròn bụi cát diệt sinh làm nhà. Đã từng gặp cảnh phong ba, từng nắng giọt nắng huyện hòa bèo máy, cho đời hương đạo đó đây con thuyền bát nhã chở đầy gấm hoa. Ta đi bắt nhịp xây tòa, nắng vàng rực sáng chói lò chân tâm. Bài đó không biết của ai không biết. À, của thầy, thầy thuộc luôn, không phải của con khỏi thuộc. Hỏi vậy hỏi con làm sao con thuộc. Một cái gọi là con thuyền bát nhã chở đầy gấm hoa, không tin đi ra con thuyền bát nhã mà sao coi. Quý vị coi ra thuyền bát nhã mà sao, trong chùa này có thuyền bát nhã đó, thấy không, biết không? Thuyền bát nhã hiện bây giờ chở đầy gấm hoa. Không tin bữa nay ăn xong rồi canh đúng 12 giờ giờ linh đó, đi ra ngoài cầm cái tô cơm rồi ngồi lên con thuyền bát nhã nhúng lắc qua lắc lại coi làm sao. Không, thuyền bát nhã của thuyền hữu không bao giờ chìm, mà sợ cái tô kim, cái tô cơm nó dập đổ. Ồ, sao con thiền bát nhã thiền hữu mới chở đầy gấm hoa, mà hoa sứ không à, hoa sứ nhà nàng trông đẹp cực kỳ luôn. Giờ mới biết được là trồng sứ này, nói luôn nghe, bà nào có cái sứ bự gốc cỡ bằng cái chuông, nếu được ở nhà chê ra như đây hả. Gì đâu mà mất uy tín dữ vậy. Thì vô chùa nó chết thì sao, ta gọi là ta đâu có nói chết. Thiện hữu cho nó giảng sanh chết gì. Nói thiệt ra bây giờ ai cũng có thể ra thiền bát nhã được, ngoại trừ bà này không có được đi trong này đó. Vì sao biết không? Không phải, giờ mà bà ra ngoài là coi như bà xỉu á, chết thì không chết, tại vì hoa của bà làm sao chết hết rồi. Sợ cái gì nữa mà sợ. Thiền hữu bứng lên cho nó trống 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 cái gốc trên trời, mà hình như được 10 ngày rồi. Sống nổi không? Hả? Ta gọi là con thuyền bát nhã chở đầy gấm hoa. Ta đi bắt nhịp xoay tòa, nắng vàng rực sáng chói lò, hay là sáng lò chân tâm. Ta đi tận cõi, cõi gì? Cõi thậm thâm. Đi là đi như vậy đó, đi vô những cái chỗ. Nhưng mà nói chứ giờ đụng tới cái ra cho biết đi đâu. Nhưng mà ráng, người tu á, hai cái câu mà tổ nói hay quá chừng luôn. Tu là phải trúc hóa ra rồng, mà muốn hóa ra rồng không phải là nói cái câu cái này nhớ hồi đó thì ngủ con sư huynh cũng chết rồi. Sư huynh thì ngủ chết. Thì cũng nhớ là lúc mỗi lần mà đi ăn cơm á, mười mấy chú tiểu, hồi đó cái thời của Thiền Hữu mười mấy chú tiểu để chớp vậy nè, mà sức trai mà 11, 12 tuổi, đứa nào gần đứa thì 16, 15, 16 tuổi, trời nó lên là nó sao. Nguyên cái bàn tròn ở dưới quê đó, bàn tròn 10 người ăn chiều, Thiền Hữu là như là bị chửi nè.
không biết làm sao nha, mấy cái này thiền hữu kể cho nghe để rút kinh nghiệm thôi. Rút kinh nghiệm là mấy bác với mấy người mà trẻ trẻ phải cẩn thận. Hồi đó là thiền hữu cũng không được dạy dỗ gì, học kinh điển không à, mấy cái đó không có ai nhắc nhở. Thành ra có lần dọn lơ cơm lên mà chiều ăn im ra, không có được khua, không được nói chuyện gì hết trơn. Ăn ở trong cái thầy thiền hữu nói là mấy ông ăn chiều đó là vì nghĩ đó là vị thuốc ăn để mà chữa cái thân bệnh ốm yếu. Chứ còn nếu mà không có cái nhu cầu đó là không có được ăn chiều. Ăn chiều là quỷ ăn. Người tu không được ăn chiều theo luật đó nha. Nhưng mà thôi, thầy cho mấy ông ăn, ông nào có nhu cầu thì ăn, nhưng mà ăn ở trong im lặng. Sau thời công phu 5 giờ thì xuống ngồi ăn. Rên vòng bàn mà mấy cái bàn tròn như vậy. Thời kỳ đó cũng còn đông lắm, huynh đệ. Thì người lớn có, người già già giống như mấy quý vị vậy, vô chùa tu cũng có, ngồi chung ăn. Có ăn tô canh à. Thiện hữu không nói chơi mà canh nó mình khoái nữa. Vừa để xuống cái kịch cái, còn cái ông sư huynh thiền hữu thì còn đang lợm khợm để kiếm đồ, đeo kiếm đồ vô. Thiền hữu để cái kê, không được nói mà, kê cái tô, cái chén bự vậy nè, cái chén ông dưới quê không biết sao mà chén bự vậy nè, họ nhỏ lắm, bự vậy nè, kê vô xong rồi là thiền hữu tát thôi. Tát cho nó đầy lên cái, kéo ra là phần của thiền hữu. Ổng nhìn ổng thấy mà ổng chưa có quạo. Sau thiền hữu có tới thằng em thiền hữu nữa, nó theo gót thằng anh đó đẩy vô. Hai anh em, thằng em nó cũng tát y như thằng anh. Tát xong rồi đó là ổng giờ ổng chịu hết nổi, ổng lấy nguyên cái tô đó ổng ụp. Đứng vậy đồ cái thứ tụi trẻ mà ông nói kệ ổng, mình sao mình cứ ăn, mình thầy dạy ăn im lặng. Ông nói kệ ăn. Ăn xong tối lại lên trên họp, ông nói chỉ vô mặt của thiền hữu với mấy mình chớp mấy nhỏ đó, nói mấy thằng này nè, thằng làng cắt ké mà sao tu thành rồng được. Thằng làng cắt ké tu không có thành. Học tới cái đoạn này tự nhiên nha. Thằng làng cắt ké không à, ông nói vậy, thằng làng cắt ké không mà tu cái gì. Cỡ như tao mới tù, tao mới quá lao động. Thì ổn nha, mà ngộ cái nha, ai nói gì nói từ hồi nhỏ tới lớn thì ổn nhớ hết trơn rồi nha. Rồi sau này ông đi lãnh trụ trì này thì ổn nói chuyện vậy. Trong tuần có ông đó, ông mới đưa thiền hữu coi cái phim Khám Thành, một ngôi chùa ở dưới quê dưới miền Tây. Thiền hữu coi tới coi lui thì được biết là ngôi chùa này cất lên, nhưng mà mấy ông thầy chết hết trơn, chết mà chết không phải chết bình thường nữa. Chết mà bị coi như là cán con chó mà chết, chạy xe đi xem đó ôm á. Rồi sao né con chó vậy đó mà té chết. Thiền hữu coi cái ngôi chùa đó, coi cái phim đó rồi bất chợt thiền hữu nhớ lại cái ông sư huynh của thiền hữu. Ông này cũng chết cũng y như vậy. Tức là mình tu đương nhiên là về mặt lý thuyết là Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là trên hết, rồi mới tới chư thiên,
trong cái cõi chư thiên có còn chia ra nhiều cõi nữa, rồi mới tới loài người, rồi mới tới loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tức là sáu cõi luân hồi. Nhưng mà Phật vẫn là trên hết, không có cái thế lực nào có thể hại Phật được. Nhưng mà với điều kiện là Phật, tại sao không có thế lực nào hại Phật được? Bởi vì Phật là vô ngã. Phật không còn cái tự ngã nữa thì ai hãm hại ngài được. Thành Phật, người nào đạt đến cảnh giới đó thì mới gọi là vô ngã, và không ai thần thánh phải quy phục. Còn nếu người nào chưa đạt đến cái cảnh giới vô ngã, còn tự chấp tự ngã, thì xin lỗi nha, thua thần thánh. Thầy Hữu nói cái ông sư huynh Thiền Hữu trước rồi, nói cái trường hợp của cái chùa này sao. Chùa cất cực kỳ tráng lệ đẹp đẽ mà không ai ở được cho đến giờ phút này nha. Mấy ông thầy chết vì một cách đơn giản là ông sư huynh Thiền Hữu khi lãnh cái về đó thì có ngôi chùa và có một cái ngôi miếu bà, thờ bà chú xứ. Và ông thì ông cứ ỷ, ông nói là tôi là Phật, tôi không có cúng bà, tự coi như là ủa sao mà biết hay vậy. Tự coi như là ông về ông làm trụ trì vậy đó, mà dân làng người ta cúng heo, cúng gà, cúng gì nào tới cái cúng mà vía một cái là một tuần lễ cúng y xèo. Mà cái miếu bà nó có trước cái chùa, cho nên ông về ông cạch chớn, ông hách dịch, ông ngước mặt, ông nói ông là tỳ kheo, ông là Phật, ông cúng. Và ông tuyên bố luôn bị tai nạn chết ngắt. Thiện Hữu không dám nói là bà có giật không, mà không, Thiện Hữu không thấy bà giật mà thấy là xe giật. Đó, đó là cái người mà huynh đệ với Thiện Hữu là một. Còn bây giờ trở lại cái chùa, ngôi chùa này, cái ngôi chùa này đó là trước khi có cái chùa là có cái miếu bà đâu cả trăm năm này. Mà đất thì rộng, mà cái ông này ông về ông nghĩ sao ông biết nữa, miếu bà vậy nè. Rồi xong rồi ông có cái chùa trước cái miếu bà, chùa hoành tráng luôn, còn cái miếu bà thì muốn sập à. Cất lên xong rồi bị bà cũng không biết phải bà giật không nữa, mà xe giật với chó giật. Thiện Hữu có cái nhà Thiện Hữu từ ông đợi ông cố ông sơ ông sợ ông sở Thiện Hữu ở, rồi giờ Thiện Hữu thừa kế được cái ngôi nhà này, đang ở nhà mặt tiền ngon lành vậy đó. Bây giờ có thằng nào nó lại nó cấp cái nhà trước nhà Thiện Hữu, Thiện Hữu chịu không? Thiện Hữu đang buôn bán không dịch lộn chứ bán phải không? Ví dụ đấy, ngon lành vậy đi, chịu không? Cái thế giới bình thường nó cũng không chịu được. Thành thử là vậy, mà đất thì mênh mông sao, tại sao không chịu? Đối với Thiền Hữu nha, Thiền Hữu nói trường hợp, nhưng mà Thiền Hữu không có lãnh, thật sự nói chơi, nói mình nghe. Để quý vị, Thiền Hữu muốn nói trong cái cõi linh thiêng vô hình nó có hết à, quý vị đừng có nghĩ. Thậm chí quý vị giữ năm giới mà giữ còn chưa tròn nữa. Thành ra đừng nói là tôi theo Phật là tôi không có lại gì hết trơn. Đức Khổng Tử nghe là gọi là một bậc thánh rồi đó. Vậy mà đi ngang cái miễu dở nón ra. Người xưa người ta kỹ như vậy. Hoặc là cái văn hóa Việt Nam mình đó, quý vị nhớ không? Đi ra đường không biết người đó là ai, gặp cái đám ma cũng sao? Ngừng xe lại dở nón ra. Chứ đâu mà cái đó là cái lịch sử tối thiểu mà đạo đức nó có từ đó đó. Còn đằng này chưa chân mà vô mà không có tôn trọng cái người trước, ỷ mình có tiền hay là ỷ mình cái gì, tưởng đâu mình ngon hả? Đâu có được. Ví dụ
như thiền hữu, trường hợp thiền hữu, ai ví dụ như vợ trong này có bà nào cúng cho thiền hữu cái miếng quà đi, thì thiền hữu về đó cái chuyện đầu tiên là thiền hữu làm gì biết không? Xây cái miếng bà hoành tráng lên, xây miếng bà trước, tại nó gần sập rồi người ta mới cúng, chứ còn nếu mà nó hoành tráng ai cúng. Rồi xây cái miếng bà lên hoành tráng, thờ bà ngon lành lên nào. Xong hết rồi đó bắt đầu mới xây cái chùa. Còn mình không có biết gì trơn, mình đi mình ỷ mình tưởng nó ấy mình lợi, mình không có xây cái miếng bà thì để giống y như mình nói đơn giản chút nữa nha, cái này cũng hơi có đụng chạm thì xin quan hỷ bỏ qua. Cha mẹ đó thì cho ở chuồng heo, xin lỗi, hay là cho ở rách rưới, kêu bằng có nghèo nàn. Còn mình á thì sao? Ở nhà lầu xe hơi, ở coi như là nhà cao cửa rộng. Nói thiệt, mấy người trường hợp đó nói thiệt chứ cái giàu đó không có bền đâu á. Mình lên được, trước mắt mình phải nghĩ đến chuyện cha mẹ mình. Cha mẹ mình già rồi, mình phải xây cho cha mẹ mình cái nhà 10 tầng. Không có được làm thang máy. Ưu tiên cho cha mẹ ở đâu? Cha thì ở tầng số 10, mẹ thì ở không, số 9 gần qua từng chợ. Cho hai người nhớ nhau đi lên đi xuống cho nó khỏe. Ở vậy nó mới khỏe. Còn mình thì mình ở nhà sao cũng được. Còn đằng này á, để cho cha mẹ cụ bơ cụ bất vậy đó. Mình đó là vên vên cái mặt ra, mình nói mình là ông này bà nọ. Không có cha mẹ làm sao có mình. Đó, thành ra đạo lý cái đó là chỉ dễ quá mà sao mà không nghĩ ra. Đó, gửi tiền về cho cha mẹ gần Tết nè, gửi đi. Hả? Để rồi phải không? Tốt, vậy là con có hiếu. Đứa nào chưa gửi là xăm xúc đi. Hả? Ừ, thì người cứ gửi tiền về nuôi cha mẹ. Cha mẹ không có sống đời đâu mà xài tiền mình hoài. Hiểu không? Nếu mà coi như mà kẹt quá không có tiền thì sao biết hay vậy? Hả? Đâu có sao đâu. Nhưng mà mình làm vậy đó, trời Phật ta mới thương, thánh thần người ta mới ủng hộ mình. Còn mình về mình chưa có gì chứ, mình cứ dẹp thánh thần à, mình dẹp hết à, mình chỉ biết ông Phật à. Mà ông Phật ông đâu có kêu mình, ông đâu có xúi mình làm gì kỳ cục vậy. Ông đâu có xúi mình đi dẹp mấy đó. Không, Phật không có xúi. Nhưng mà do mình, rồi mình làm chuyện nó không bất kích với thần thánh cho nên bị như vậy. Thành ra quý vị kinh nghiệm, đi đến đâu cũng vậy. Ví dụ như đi ma chay thì đi ra ngoài cái mồ, ví dụ như mình làm lễ cho cái người đó, quý vị có thấy thiền hữu khi nào mà thiền hữu bước ra ngoài cái chỗ nghĩa trang mà thiền hữu chỉ cầm nhang cắm cho cái người mà thiền hữu làm đám không? Cái việc đầu tiên của thiền hữu á, khi đi ra ngoài nghĩa trang đó, là chưa có cúng cho cái người mà ngày đó chôn đâu. Quý vị thấy thiền hữu là cầm một bó nhang đó, đi cúng cho những người xung quanh trước. Rồi sau đó mình mới về mình cúng cho cái người mà bữa nay mình làm lễ. Ông bà mình nói giống như ra mắt đấy. Mình đến đó mình cũng phải kính người ta một tiếng. Mà thời kỳ cái chuyện đó là nó có xảy ra trong thời kỳ của Đức Phật. Cũng có nhiều vị tỳ kheo ỷ lại. Đi lại đi vô cái khu rừng ngủ, tại vì xưa không có chùa. Ngủ ở dưới gốc cây.
ngủ đêm đầu được, ngủ tới đêm thứ ba là bị phá. Chư thiên ta không chịu, ta không chịu rồi, ta hiện hình hiện này nọ rồi mấy ổng mới bỏ đi, mấy ổng mới thưa với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bằng cái thần thông của ngài, ngài nhìn ngài thấy ngài biết, ngài nói cái nguyên nhân chính là lúc mấy ngày đầu đó, mấy ông nhớ đi, mấy ngày đầu đó mấy ông lại đó, mấy ông ngủ ngon lành, mấy ông thiền định nó dễ dàng, người ta mấy ông đi khất thực người ta cúng quá chừng luôn, mấy ông nhớ không? Còn bây giờ tại sao mấy ông đi khất thực không ai cúng cho mấy ông ăn, rồi á là ông mấy ông ngủ không được mà ngồi thiền cũng thấy ma thấy quỷ thấy yêu quái không à, thấy cái đẹp nữa, mấy ông nhớ không? Nó dạ nhớ. Vì mấy ông không xin phép tha. Bây giờ mấy ông trở về chỗ đó trong cái tháng ăn cư kiết hạ mà, mấy ông trở về chỗ đó mấy ông xin phép đang tiến đi, trải cái tâm từ ra rồi xin phép. Mà chúng con là suốt cái mùa ăn cư kiết hạ pháp chế của ba đời chư Phật, giờ chúng con chọn cái chỗ này làm cái năm mùa an cư năm nay, xin chư vị chư thiên ở trong cái cục đất này hoan hỷ hộ trì cho và cho chúng con ở được an vui, hành thiền tu tập tiến bộ. Mấy ông nói vậy, mỗi ông nói thầm, đừng có nghĩ người ta không nghe. Và mấy thầy thì kheo trở về, 500 thầy thì kheo nha, trở về làm y như vậy và từ đó im lại an cư kiết hạ những cái gọi như ngày tháng cuối cùng sung túc lên, ngày nào đi khất thực người ta cũng cúng dường quá chừng luôn. Để trở lại để nói là quý vị ở ngoài đời cũng vậy, vô mua cái nhà, ví dụ như cái nhà mới mình cúng không được mình cũng khái mình than tiếng, mặc dầu nhà đó là nhà mình mua rồi đó, trên mặt pháp lý gọi là của mình, nhưng trước mình mua nhà cũ mà nghèo quá đâu có tiền mua nhà mới, thậm chí mua nhà mới cũng chưa chắc gì là yên nữa đó. Nhà mới nhưng mà đất có mới không? Cái miếng đất này nó có 6 tỷ năm rồi, đất của Úc này nè, các nhà khoa học nói đã nghiên cứu và bây giờ chứng minh được rồi đó, có 6 tỷ năm rồi đó, chứ không phải mới có mấy trăm năm đâu, 6 tỷ năm. Và mà mới vừa rồi nè, hồi tuần rồi là người thổ dân đã đi qua London nhận lại những cái gọi là gì, những cái vật liên thinh, linh thiêng thiêng liêng của người thổ dân mà ngày xưa người da trắng qua đây lấy đem về bển. Bây giờ chính phủ Anh, chính phủ gọi là Anh có thêm cái chữ gì, ăn lê hả? Chứ nói anh hỏi cái nói anh nào mà mạnh. Ăn lê kêu qua bên đó trả về 200 cái cổ vật. Và 200 cái cổ vật này á, khi mà coi như là nghiên cứu đã có trên 1 triệu tuổi. Người ta thiêng liêng như vậy, những cái đồ thiêng liêng như vậy, trời ơi người ta mừng lắm. Thành ra miếng đất ở đây, đất ở đây nó có hàng triệu triệu năm rồi, biết bao nhiêu con người đã nằm ở dưới này. Mình là mình ở trên đây, mình cất nhà lên, mặc dù nhà mới đó, nhưng mà mình cũng phải có lòng, mình nghĩ tưởng thì người ta mới hộ vệ mình, người ta mới ủng hộ mình đó. Thành ra nói cái đó để nói là đó là phương pháp hóa rồng, chứ không phải mà coi như là muốn hóa rồng cái là chỉ biết trên trời không, không biết cái gì ở dưới này hết, không có được. Người tu càng tu chừng nào là phải càng có những cái mà mình gọi là sao, những cái điều mà mình tưởng đâu là nó bình thường, nhưng mà mình làm được cái bình thường đó là nó sẽ trở thành là phi thường. Mà đứa nào mà trở thành phi thường được rồi là đứa đó có thể là phi thân. Cỡ như mấy bà bây giờ mà trở thành phi thường rồi là sao, đóng cửa lại hết,
mấy bà đi được không? Không hả? Không có phi thân được hả? Nói vậy cho có chuyện gì động đất một cái là banh cửa sổ hả? Nó bả dọt trước đó. Chứ dọt ấy gì mà nhờ vậy, nhiều khi có người giá vậy để có việc làm gắn cửa sổ chứ gì cha. Còn chấp tay nguyện đem công đức hiện tiền hướng về thăm cả các miền gần xa, chúng sanh giác ngộ chân hòa pháp đại tư.
bậc thầy tâm linh gái tâm mà ư trí. Nghĩa nặng của hai đấng sinh thành dày công giáo dường. Chỉ tâm đành lệ chị tâm đành lại.